đáp lại tấm chân tình của cô chú anh chị và các bạn, có lẽ là Trung Đẳng hát hai câu nữa ha, để tặng quý vị. Và chút xíu nữa Trung Đẳng và nghệ sĩ Thanh Hằng hát tặng quý vị những lớp trích đoạn cái lương sau nữa. Rồi mời bà con cô bác ai có tâm hồn nghệ sĩ hát tặng gia đình thì đăng ký song ca với Trung Đẳng, hay là song ca với chị Thanh Hằng, hay là song ca với các ca sĩ Nhớ Ngọc Thương cũng được quý vị. Bây giờ Trung Đẳng sẽ hát hai câu giọng cổ nữa, trích trong bài hát của cố soạn giả nghệ sĩ nhân dân Diễn Châu được mang tên Quế Tình Yêu Của Tôi. Mời tất cả cô chú cùng thưởng thức. Dạ, bây giờ mời cho má tiếp theo. Trung Đẳng nghỉ chút xíu hát tiếp. Dạ, xin cảm ơn rất nhiều. Dạ, cảm ơn anh.